Rồi, lại là em Tân đây. Chào mừng cô chú anh chị em mình đến với kênh Tân Chalet Bến Tre ha. Hôm nay 25 Tết rồi anh em ơi. Quay vài con xe cho anh em mình, cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Xe đạp điện ha, giá từ 2 triệu anh em ha, 2 triệu đến 2 triệu mấy ha, có xe đạp điện cho anh em đi cài ha. Rồi, tay ga phun xăng điện tử ha. Quay 50 anh em ơi. Xe sạch sẽ liền lạc, vỏ còn mới luôn anh em ơi. Giá 1 triệu 600 ngàn cho anh em mình đi nhậu đi cài ha. Rồi, xe điện ha, có xe điện nè, xe đạp điện, xe máy điện luôn em ơi. Đó, quay hết 110 Nhật mới nhập luôn, zin anh em ơi, zin đẹp từng chi tiết luôn cho anh em mình đi cài đi chỗ đồ luôn ha, giá vài triệu ha. Cúp 82, xe kiển, xe cọp luôn em ơi, đẹp dữ lắm đẹp nha, xe zin liền lạc anh em ơi ha. Căm dành đồ mới cực kỳ luôn ha, xe đồ theo xe đồ cầm bọng đồ zin luôn em ơi. Đó. Cúp 82 giá 7 triệu 500 ngàn em ơi. Xe đang biển số Tiền Giang nha. 63FK. Xe hoạt động nghiêm chỉnh, mọi chức năng hoạt động tốt nha anh em. Đó, dàn chân đẹp liền lạc nè, còn gạt te nè. Mọi chức năng hoạt động tốt, có dây điện còn zin ha, chưa cắt dế gì hết ha, còn nguyên nguyên vẹn ha. Xe máy sạch sẽ, khô ráo, máy cực kỳ im ha. Đèn nhan, còi gì báo công đờ mét, báo xăng gì còn hoạt động tốt hết nha anh em. Nè. Công đờ mét, báo xăng đồ, đèn nhan, còi đồ các thứ đồ, hoạt động nghiêm chỉnh luôn ha. Xe này thì có gắn đèn led nha anh em. Đó, đèn led thì đi đêm nó sáng xíu ha. Đó, đèn led nha. Đó, led chèn đêm sáng lắm nha anh em. Có ga mũi trước luôn nè ha. Đó. Xe thì liền lạc nha. Giá 7 triệu 500 ngàn. Anh em cô chú nào mà đam mê dòng xe này thì chơi ha, giấy tờ đầy đủ ha, bao tranh chấp toàn lãnh thổ Việt Nam ha. Báo xăng là còn nghiêm chỉnh ha. Cúp 82. Rồi xe thì cất chân nổ máy nhẹ lắm anh em ơi. Xe cực kỳ im luôn ha, đang nổ máy anh em. Đó, xe máy là im chạy bao giọt ha. Chạy là nồi này không hú hí gì hết nha, chạy ngon lành nha anh em. Đó, rồi con ghim này bán cho anh em là ghim ghim Santa nha, bán cho anh em 1,8 triệu ha, xe đi cày chở đồ ha. Xe này thì mất giấy nha anh em, được cái sườn sườn còn nguyên không mục mọt thì sườn cứng ha, máy im cực kỳ nha, máy Santa luôn ha, giá 1,8 triệu cho anh em mà chở đồ kéo đồ rồi ha. Rồi quay bụng này dọn mới luôn em, áo mới để cái cụi luôn nha, đồng hồ đồ mới, đèn cũng mới ha, 3,8 triệu với đầy đủ nha anh em. Rồi trở lại con quay 110 đi ha, rồi chút qua giới thiệu mấy con mà bên kia xe có gói nữa cho anh em mình tham khảo ha. Attila đĩa bay mà 2,5 triệu, còn chiếc nằm kia anh em ơi, mình đề với tài đủ luôn em ơi, 2,5 triệu ha. Rồi bây giờ quay con 110 nè, xe mới vừa nhập nên mới vừa bán chiếc C50 thì có ông anh bạn đổi chiếc xe này ha. Rồi xe ngoại hình liền lạc đẹp sạch sẽ anh em ơi. Đó, quay anh em xem ngoại hình đi ha, rồi em quay trong ha này. Đó, em cũng có mấy có xịt nước sơ sơ với đỡ bụi anh em ơi, tại vì xe đang đi rồi nó bụi lắm. Đó, xe biển số 71H7 ha, đèn đuốc bình đề hoạt động nghiêm chỉnh, máy im nha anh em, vô zin theo xe luôn ha, phụ cũng zin luôn ha. Vỏ thì cặp vỏ này vỏ mới thay anh em, cặp mâm này thì mâm của Future nha, dòng này bánh mâm này cặp mâm của hãng Honda nha, mâm Future hãng Honda nha, được chủ xe mới lắp vô ha. Đó, máy zin, máy móc zin đồ đạt liền lạc hết em, anh em ơi, bình xăng theo xe zin luôn ha. Đó, mọi chức năng hoạt động tốt nha anh em, có cũ theo 5 tháng chút xíu thôi ha, xe đi 45 ngàn nha anh em. Đó, mọi chức năng hoạt động đầy đủ hết ha, đèn càng nhanh đồ hoạt động nghiêm chỉnh ha, bình đề máy im ha. Đó, tay thắng đèn sáng anh em, pha đèn đẹp không trầy ha, mặt trước thì cũng còn lịch sự ha, có trầy nhẹ theo 5 tháng anh em. Đó, bánh trước nè, phụt trước là báo anh em, phụt trước này là có sơn có dặm lại nha, chứ xe chạy biết bao lâu rồi mới phụt nó không sáng được gì đâu nha anh em, có sơn lại ha. Đó, đĩa thì đĩa zin heo heo zin luôn, nguyên cặp bánh là zin của chiếc Future nha anh em, Future gắn qua nha, nhưng cũng vẫn hãng Honda nha anh em nè, mâm này mâm Honda nha anh em. Đó, còn chữ Honda luôn nè, nó hơi mờ anh em thông cảm nha, nè còn chữ Honda luôn ha, xe lịch sự liền lạc chạy đầm chắc ha. Con này bán cho anh em mình 7,8 triệu anh em, con này bán tại chỗ nha, giá 7,8 triệu bao tranh chấp toàn lãnh thổ Việt Nam cho anh em mình ha, giá này chưa bao gồm vận chuyển hay ship gì nha anh em. Em ở địa chỉ ở Long Thới Chợ Lách Bến Tre nha, số điện thoại 0346854213 ha, đây trên bảng em có nè, anh em quan tâm cứ chụp màn hình lại thì coi địa chỉ của em ha. Đó, rồi tiếp tục vài con xe cỏ nữa anh em ơi. Đây xe máy điện anh em ơi, xe máy điện ha, con này là xe máy điện, xe máy điện 2,8 triệu cho anh em mình đi cài. Rồi
À, con này thì có đi kèm cục sạc cho anh em mình luôn ha. À, 2.800.000. Xe hoạt động nghiêm chỉnh anh em, hai vỏ còn mới luôn ha. 2.800.000 một con xe xe máy điện. Đó, mở khóa là dễ liền anh em. À, cái này chưa gắn chìa khóa ha. Chìa khóa để trong kia. Cái này mở khóa chạy liền ha, có rổ cho anh em chở đồ luôn ha. Xe này bao cho anh em chạy đầm chắc cứng anh em. Bánh này xài buộc bự lắm nha. À, xe đầm chắc cứng lắm nha. Rồi, cái này là tiếp xe đây là chiếc quay 50 anh em ơi, quay 50 nè. Cái vỏ này còn chất lượng nha, xe này nó hơi bụi dơ ha. À, anh em mình về mình muốn rửa ha, lại xe này xe 50. Đó, xài bue tăng tốc nè, máy là sạch sẽ nha anh em, máy im ru luôn nha. Có đèn led luôn anh em ơi. Đó. 1.600.000. Cho một con quay 50, 1.600.000 cho quay 50 nha. Xe là sạch sẽ liền lạc, máy im nha anh em. Có dàn áo thì áo Trung Quốc nè, nó xuống màu ha. 1.600.000 cho anh em mình tết mình đi nhậu ha, đi cày, đi chở cỏ, đi làm gì cũng được ha. Đi làm gì cũng được nha. Rồi, 1.600.000 cho một con quay 50. Đó, quay 50 này bu tân tiến luôn anh em. Con này báo anh em là 1.600.000 là không có giấy tờ nha anh em. Anh em muốn có giấy thì em viết cái miếng giấy thôi nha, chứ cầu quẹt xe là không có nha. Rồi, yên liền lạc đẹp luôn. Đó. Rồi, xe đạp điện 2.000.000 một con. Đây, xe liền lạc 2.000.000 một chiếc. Anh em chơi được chiếc nào chơi nha. Còn hai con nè. Đó, cũng nhiều lắm mà không lại bán cũng lai gai bán cũng muốn hết anh em ha. Đó. Chơi về. Rồi. À, đây mấy cái này thì mấy chi tiết lặt vặt thì em có làm mới là hết đầu đèn nè ha. Ổ khóa hay là thắng yên cái gì đó hư thì cũng có làm mới lại cho anh em hết nha. Cho nên anh em mà mua xe anh em cứ yên tâm về là chạy thôi, không phải làm bất cứ gì ha. Đó. À, quay con này là xe điện 3.000.000 nha anh em. Đó. Xe máy điện, cái này là xe này xe chế anh em, nhưng mà chế của ông anh thợ, ông chế đẹp lắm nha. Ông chế là cực kỳ đẹp luôn, nhìn là rất là thẩm mỹ, đẹp chắc bền anh em ha. Đó. À, xài phục Honda luôn, xài phục Honda, vỏ cũng vỏ tay ga luôn anh em. Nó sườn thì xài sườn Honda luôn, phục sau của Exciter luôn anh em. Nó gấp ẹt luôn, vỏ sau vẫn là vỏ của Honda luôn ha. Chạy anh em bao bền, bao chắc ha. Anh em muốn ăn chắc mặt bền thì chơi chiếc này thì bao cho anh em chạy luôn ha. Về khung khung sắt động cơ thì bao anh em là cứng chắc chắn luôn. Mẫu mã thì tùy theo thẩm mỹ cũng như sở thích của anh em ha. Người thích mẫu này thích mẫu kia, theo em thấy mẫu này cũng được, cứng chắc chắn chắc mặt bền đó. Cho anh em nào có thẩm mỹ hơn thì mình lựa mẫu khác, không đam mê mẫu này thì mình mẫu khác ha. Rồi. À, rồi với em còn một chiếc đây nè anh em. City lên ghim anh em. City lên ghim, Dalim City lên ghim nè. Đó, Dalim. Xe này em dọn đồ tốt ha, em chở đồ ha. Giá anh em mà có muốn chơi con này thì em 8.000.000 ha, để anh em 8.000.000 chơi được chơi ha. Đó, xe này dọn đồ mới anh em, đèn led nè, full xe nè. Đó, phục bọng làm nghiêm chỉnh, xe này em chạy chở đồ anh em, nên em làm lại cũng đồ hơi nhiều anh em ha. Em làm đồ chất lượng hơi nhiều ha, biển số 1 nha anh em. Đó, con này anh em vô anh em mà có đam mê thì mình chơi ha, không nói gì mấy thì mình chơi con khác ha. Cái giá này tại vì em làm vô nhiều quá cho nên giá nó hơi cao ha. Xe hoạt động nghiêm chỉnh, xe chạy nghỉ liền anh em, máy zin ha, máy zin mạnh bốc ha. Im ru luôn, bao anh em mình chạy xa chở nặng vô tư nha. Rồi, 8.000.000 cho anh em mình chơi được chơi con này ha. Đó, rồi, năm mới rồi, chúc cô chú anh chị em mình thật nhiều sức khỏe ha. Anh em cứ bác cần xa mình gặp nhiều may mắn, làm ăn mua bán thuận lợi ha. Rồi, em địa chỉ em ở à, tiệm Tân nè, địa chỉ nè, tiệm Tân gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre ha. Em là chuyên bên mua bán sửa chữa xe máy, xe đạp điện, tivi cũ ha, lo kéo camera luôn anh em ha. Em còn số tivi nè, tivi dưới chân để rồi camera là nhiều lắm nha anh em. Đó, địa chỉ gần cầu Cái Gà nè, anh em cứ đi ngang đây thì dưới đây giao lưu với em ha, uống cà phê chơi ha. Anh em mua được nào mình mua ha. Rồi, và quên giới thiệu con này nữa, Alizabeth FI phun xăng điện tử đời cuối của Alizabeth luôn anh em ơi. Alizabeth nè, đời này là đời phun xăng điện tử FI, máy cực kỳ im nha anh em. Có cái nãy bụi dơ xịt rửa xe kia nó văng qua hơi dơ xíu ha. Chứ máy cực kỳ im nha anh em. Alizabeth máy cực kỳ im anh em ơi. Giá 4.600.000, giấy tờ đầy đủ, máy im ru anh em ơi, phun xăng điện tử tiết kiệm xăng luôn nha. Đó, anh em mà chơi được chơi nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị em quan tâm rất nhiều nha.